Trong cái video hôm nay thì cô Giang sẽ đó là một cái phần cập nhật về SDK hay còn gọi là API của Google trong năm 2023 này. Thì đây là một cái video làm cũng khá là gấp để thông báo đến tất cả các bạn, tất cả mọi người trong cái việc là xuất bản ứng dụng và phát triển ứng dụng lên trên CF Play, và chúng ta cần phải chú ý đến những cái phần cập nhật gì trong cái thời gian bây giờ. Thì các bạn vào ở trong một cái ứng dụng của mình và chọn ở phần nội dung ứng dụng á, thì các bạn sẽ thấy có một cái bảng thông báo của Google, đó là chúng tôi sẽ sớm có biện pháp xử lý ứng dụng không tuân thủ về chính sách của nhà phát triển. Thì cái phần khắc phục này thì đây là một cái lỗi về cái SDK của cái suất app của mình hơi cũ. Thì bây giờ là Google nó yêu cầu là update những cái SDK nào là trên 33 ha. Cái API của nó là trên 33, nó tương đương với API. Thì khi mình click vào đây thì Google nó có thông báo này, ứng dụng phải nhắm đến Android 13 và API cấp độ 33 trở lên. Đấy, thì cái phần này thì đây là do cái ứng dụng của mình từ trước đến giờ chưa cập nhật cái SDK, thì nó mới khi mà xuất bản lên trên CF Play thì mới đúng ngang cái tiêu chuẩn là Android 12 và ở cấp độ là 31 thôi. Thì trong cái thời gian của Google là ngày 31 tháng 8 năm 2023 là hết hàng ha. Thì cái phần này thì mình nếu mà các bạn hiện tại bây giờ mình chưa cập nhật kịp thì trong video này mình hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình gia hạn lại cái thời gian cập nhật để mình có thể là thuê Fiverr hoặc là thuê nhân viên dev để mà cập nhật lại cái SDK cho cái ứng dụng của mình nó hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn nha. Thì mình sẽ click vào đây và mình đến ở phần này. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải kéo xuống dưới và mình click vào là bạn cần thêm thời gian gia hạn, thì mình sẽ click vào là yêu cầu thêm thời gian. Thì trong phần yêu cầu thêm thời gian này thì có rất là nhiều lý do để Google show ra để cho chúng ta có những cái lý do phù hợp cho mình để mình click vào. Thì mình ví dụ như mình chọn là tôi cần thực hiện nhiều thay đổi ở trong ứng dụng của mình, hoặc là tôi cần đợi một phiên bản SDK của nhà cung cấp SDK của bên Android ha. Đấy, mình click vào cái này nữa ha. Rồi, ok. Thì sau khi mình click vào xong thì mình click vào chọn yêu cầu. Đấy, thì khi mình chọn yêu cầu xong thì nó hết cái bảng yêu cầu này, thì ở trong cái phần bảng tóm tắt này thì ngày gửi là ngày đây ở trong phần này ha, thì hàng chót là ngày mùng 1 tháng 11 ha. Đây thì mình đã gia hạn được đến hết hàng là ngày mùng 1 tháng 11. Thì trong cái thời gian này thì chúng ta cần phải cập nhật cái phiên bản SDK 33 tương đương với API 33 trở lên chạy trên cái hệ điều hành Android 13 để cho nó phù hợp và tích hợp trên cái nền tảng cập nhật của Google hiện tại. Rồi, ok, hy vọng các bạn xem cái video này với những thông tin nội dung này hay, thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh Quốc Media để đón xem những cái video mới mình cập nhật ở trong cái xu hướng phát triển về mobile app này. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.